kỳ mượt mà, dùng rất là ổn. Xin chào anh em, hôm nay Cap Plus review chiếc Cap Playbox. Đây các bác nhé. Đây, Cap Playbox bên em bán rất là nhỏ gọn nhé. Giao diện này. Đấy. Hiện tại bên em đang lắp cho một chiếc EcoSport 2018. Đấy. Dòng EcoSport dòng 4 thì cho cái giao diện sử dụng rất là mượt mà các bác nhé. Đây. Chuyển sang giai độ vuốt ngang này. Đấy, các bạn cảm thấy độ nhạy của nó này, không có độ trễ luôn. Đấy, dùng rất là mượt mà, thích luôn. Đấy, bấm dùng này. Đấy, trở về này. Navi theo này, chia đôi màn hình này. Đấy, chia đôi màn hình này. Đấy, chia đôi màn hình các bác nhé. Đấy, dùng các bình thường này. Video này. Đấy, mở tất cả, tắt đi chia đôi này. Đấy, trở về này. Khi khởi động bằng cái máy một cái thì ngay lập tức màn hình nó sẽ được mở ngay các bác nhá. Đấy. Rất là tiện, giống như một chiếc iPhone khởi động rất là nhanh. Đấy, thì em đang review qua cái bác cái tính năng cả điều khiển giọng nói này, các bác chỉ cần bấm này. Ở đây các bác nhá. Mở video nhạc sàn. Thì ngay lập tức cũng mở video nhạc sàn cho các bác. Đấy, bấm mở video này. Mở video lệ quyên. Đấy, ngay ra mở video lệ quyên luôn. Cực kỳ nhạy luôn. Dẫn đường tới sân vận động Mỹ Đình. Dẫn đường sân vận động Mỹ Đình luôn. Cực kỳ nhanh. Đang làm video. Đã có tín hiệu vệ tinh. Dẫn đường tới Hồ Tây bằng Google. Dẫn đường tới sân vận động Mỹ Đình bằng Google Maps. Đấy, bằng Google Maps rồi. Đi về hướng tây về phía đường Mỹ Đình. Đấy. Cực kỳ tiện các bác nhá. Các bác có hỗ trợ cả CarPlay không dây. Cái này cắm vào CarPlay không dây nó ra luôn. Đấy. Đây. Anh còn mở điện thoại không? Để em mở luôn điện thoại cho anh. Đấy. Ngay lập tức bác cái CarPlay không dây nhận luôn các bác nhá. Đây, giao diện CarPlay. Rất là tiện các bác nhá. Đấy, CarPlay không dây. Điện thoại của anh ở đây. Đấy, không dây. Cắm phát nào lên. Còn cái cổng CarPlay thì em đã cắm bóc đi rồi. Đấy. Các muốn trở về, các bác bấm vào đây. Đấy, trở về. Các bác muốn trở về giao diện Zin, bấm vào đây. Đấy, trở về giao diện Zin dùng bình thường. Các bác quay trở lại cái vấn đề CarPlay Box thì các bác bấm vào đây hoặc bấm vào đây. Đấy. Đấy, trở về ra rất là dùng, rất là tiện các bác nhá. Đấy. Tiện cực kỳ luôn. À, cái hệ này vẫn có cả Bluetooth để làm thoại nghe gọi bằng tay các bác nhá. Đấy. Rất là tiện. Các bác có nhu cầu nâng cấp cái CarPlay Box thì liên hệ carplay.vn bên em nhé. Đấy, box dùng rất là mượt mà cực kỳ. Đấy, cấu hình RAM 4, ROM 64GB, chip Snapdragon 450. Đấy, cực kỳ mượt. Đầy đủ các bác. Đây, mở này. Mở VTV1. Đấy, ngay lập tức mở VTV1 cho các bác luôn. Đấy. Mở VTV3. Mượt hơn cả ra của dòng Android các bác nhé. Đấy, nên xem trực tuyến luôn. Đấy, các bác thấy cái độ nhạy mượt mà của nó cực kỳ mượt mà, dùng rất là ổn. Đấy. Chào các bác nhé. Nếu các bác có cái nhu cầu mà nâng cấp màn hình hoặc lắp cái dòng mà giữ zin màn hình ấy, chuyển màn hình zin màn hình Android. Đây, cái bộ bóc của nó thì rất là nhỏ gọn này thôi các bác nhé. Trên thị trường nó có ba cái dòng, một là dòng vuông to, hai là vòng chữ nhật nhỏ này. Thì cái dòng này là dòng cao cấp nhất hiện tại. Đấy, nhỏ gọn và nó khá nhỏ nhé, so với cái điện thoại này các bác để ý này. Đây. Nhỏ bằng một nửa điện thoại thôi nhé, nhỏ hơn cả nửa điện thoại luôn. Đấy, dùng cái này thì rất là tiện. Các bác một số dòng mẹt thì mà để ở cái khu vực mà có cả cái sạc không dây ấy, thì để cái này vào rất là gọn. Ok,
các bác có cái nhu cầu nâng cấp hoặc là cần hỗ trợ về kỹ thuật thì bên em gọi lại cho bên em nhé. Bên em K Plus thì chuyên lắp đặt cái dòng K Plus này. Em chào các bác.